chào ông cái gì đến với chương trình siêu ham ăn. Dạ dạ, chào, mới đi quay gì sẵn cái đồ đẹp làm chương trình siêu ăn luôn để lên sống cho nó đẹp. Đúng mấy rồi. Lần trước khán giả nói lên sao ăn bận nhẹ nhàng quá. Bữa nay em lố lăng xíu. Dạ. Hay lố. Dạ. Nhưng mà tại vì bữa nay có cái nhà hàng này ngon lắm, thú vị. Hai vợ chồng đói đi chó sói thì mua đi ăn trưa. Đang đói muốn chết, bây giờ là mấy giờ rồi? Ồ, còn 12 giờ kìa. Còn 12 giờ đêm. Ê, quên, 12 giờ trưa rồi. Còn 12 giờ rồi, đang đói muốn chết, tôi chơi video liền. Có một cái nhà hàng này rất là hợp lý, xuất sắc, không gian tuyệt vời. Vô rồi quý vị sẽ biết. Xin mời. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không có hẹn hò với nhau, cho nên hôm nay Hari rủ chồng mình chơi siêu ham ăn vậy đó. Và tự nhiên chỉ có hai đứa mình, em thấy cũng không gian lãng mạn này nọ, em thích quá anh ạ. Không có, anh mời ba người nữa rồi. Cái gì? Có mời bạn tới ăn đồ hoa, phải ăn đông mới có kêu được nhiều món. Ủa anh ơi, tiền em trả mà anh không hỏi ý kiến em gì hết, xong anh mời là sao? Thật ra thì anh nghĩ em vui mà. Em vui gì? Mà vậy nè, tại sao lại mời ba người lận? Nói đi, mời một người thôi, sao mời nhiều người như vậy? Ăn mới được nhiều món. Chứ ăn hai đứa ăn kêu một hai món no rồi. À, tức là cái ý đồ của anh là để ăn được nhiều món cho nên kêu bạn, chứ không phải là anh quý bạn gì hết, phải không? Không, đừng nói vậy, người ta nghe người ta buồn chứ. À vậy hả? Ok, em hiểu. Mình nói cho nó hay ho. Ok, bạn nói cho nó hay ho. Ờ, thật ra mình thương các bạn lắm. Em nay chắc là mời ba người. Đố các bạn là ai nha. Bây giờ để gợi ý nhẹ nhẹ thôi, để mọi người cùng đoán gợi nha. Gợi ý nhẹ. Người đầu tiên là một anh chàng rất là đẹp trai, cao, một trong những người mà gọi là diễn viên mà hiện nay cao nhất hiện nay luôn. Em biết người đó. 1m80 mấy. Em biết người hot đó. Boy, sói ca. Em biết. Và gương mặt rất là Hàn Quốc, mắt hí. Em biết người đó. Để coi các bạn đoán được lại không nha. Tới được người rồi. Người thứ hai là một người gọi là Mỹ Nam của showbiz. Mỹ Nam nữa? Trời ơi, xung quanh là toàn Mỹ Nam không à. Anh mời là người phải đẹp, chương trình vô phải đẹp, cái chương trình vô mà xấu xấu đúng, nó kỳ lắm. Lắm. Vậy thì anh phải bị loại nhất đó. Nói đi anh chị. Quý vị có nên nghĩ là Trấn Thành sẽ stop siêu ham ăn không xuất hiện nữa không nhỉ? Anh xin ơi, đẹp trai nhất trái tim em. Ừ. Dạ. Biết điều đi nha. Thì cái nhân vật này là duyên dáng, một trong những người duyên dáng nhất showbiz, và là một cái người làm cho triệu triệu trái tim cô gái rung động. Trời ơi, vậy là cửa anh chứ còn gì nữa. Trời ơi, đừng vô, đừng đùa. Gái theo dữ lắm nha. Chờ xem. Người thứ ba. Đẹp trai nữa. Đẹp gái. Người này là một trong những hot girl của làng showbiz. Sexy, duyên dáng và xinh đẹp, trẻ trung, hot lửa, bốc. Wow, bây giờ nói trước mặt con vợ mà nói khen về cái cô gái khác là như nào? Em chờ đi. Em gặp cô gái này em sẽ thấy là mình phải nên coi lại bản thân mình. Ủa là ý của anh là tôi thua cái cô gái đó phải không? Thì coi đi rồi biết. Rồi, nói chung là này nữ quá quan nhân võ này đúng không?
xà lách ngủ. Cái món này em chưa ăn nè, món này là em đã từng ăn nè. Món kia em cũng là đã từng ăn nè. Con chưa ăn con gà mà. Rồi cái con tôm mà nó vàng vàng là cái gì đó cưng? Tôm đờ măng gồ. Đờ măng gồ. Tôm đờ măng gồ. Có đờ cho berry. Cho đi. Cho bé đi. Để liên tục em ơi. Cho dầu. Ok. Em ơi, để liên tục nha. Hết cái này tới cái kia liền. Ôi. Trời ơi. Wow, wow, wow. Trời ơi, trời nó đẩy xuống này rồi. Wow, đây là bắp tofu kìa. Trời ơi, bắp tofu là nó ăn với cái bánh này nè. Đậu hũ tứ xuyên hả? Tứ xuyên hả? Ủa cái cơm cháy hả ta? Cơm cháy, cháy, cái này cái này chung đó. Cơm cháy rồi. Cơm cháy rồi. Cơm gà, cơm gà, cơm gà. Cơm gà tàu xì. Dạ. Em ơi chết. Còn gì nữa không? Cái muỗng, muỗng cho em cái muỗng. Đây, anh để đây. Cái đĩa. Cái này, cái này. Cái này là núi, cái này là núi. Rong rêu bùng phát. Trời ơi, trời ơi, gì đây? Kéo không? Giống cái cục đá. Nói chung là đây là nhà hàng Hầm Câm. Mà làm nó rất là lạ. Đây là cái xà lách củ hỷ của quý vị coi. Thế là nó có độ giòn. Và bây giờ nó có cái sốt này vô, mình phải chan vô cho nó hú hồn. Ủa, kêu kêu cười cười. Tội quá. Điều sơ sơ mọi người là cái tập đơn của Trấn Thành nha. Thường đến thành tới đây sẽ ăn cái này. Xà lách ngũ hỷ nè. Tại sao kêu cái này mà trước giờ không kêu cho em? Này nó mới ra, món mới bữa nay. À vậy hả? Rồi cái này nè, là đậu hũ. Tofu. Đậu hũ Ama mà bò tofu là giống như là kiểu đậu hũ tứ xuyên. Mà cái này phải ăn chung với cái bánh bánh cháy. Đó, ở đây lạ nè, thay vì ta ăn như cục trắng ăn bánh cháy. Quý vị ơi, con bé là tôm the mango, con nhà tôm sốt xoài rất là đặc biệt. Oh, the mango with the strawberry. With the strawberry. Ok, this is and this is carrot. This is carrot. Ai thích ăn chay có cái vụ này ngon luôn. Vậy thì con cải. Con cải. Canh hầm 6 tiếng mấy nè. Còn cái này là Harry thích nè. Cái mùi này ngon nè. Canh hầm 6 tiếng mấy. Nó nói 6 tiếng mấy luôn. Là mọi người. Ở đây có cái vụ mà mì với lại mì mì với lại cháy đường cũng ngon lắm nè. Rồi cái này. Cái nước nó ngọt tự nhiên á. Ăn nó thanh cái cổ họng dễ sợ, hồi nãy ăn tiếp dữ lắm. Giờ mà bây giờ nó thanh cổ họng ngon. Đây, món này nữa. Đây là xá xíu này xúc cắt nha. Cái này là thịt quay, cái này là vịt quay, đây là món tam bảo. À, và vịt quay là phải chấm cái sốt này. Đúng rồi. Sốt này nó có một tiếng cái mùi chao đỏ của Hồng Kông rất là đặc biệt, chỉ có đây mới có thôi. Với lại cái món ăn đắt nhất tại đây. À cái gì? Đây tên là gọi là A Mà Tam Bảo. Và món ăn đắt nhất tại đây là gì anh Xiền? Đắt là bán được nhiều nhất phải không? Yes. Cơm gà A Mà, ngon cơm gà đắt. A Mà. Cô kêu nữa con gà luôn. Ăn 100 lần cũng không bao giờ ngán, đó là cơm gà A Mà. Đúng. Và hôm nay thì mình sẽ kêu gà riêng thôi, lát có cơm lên riêng. Nè A Mà bỏ chén nè. Cái gì? À, bò bỏ chén nè, cái này là chân gà nè, cái này là há cảo sò điệp. Bò bỏ chén mà nó là A Mà bỏ chén. Cái thịt mà nó ướt vậy nè, nó ăn nó thấm và nó ngon á. Chúng ta đem đi mà cái thịt mà khô thì đâu nó còn hương vị gì nữa. Phải là nó ướt vậy nè, giống như là nó mới chuyển ra lò vậy đó. Ngon ơi, ngon hả không mẹ ăn? Tại sao có màu vàng không ăn gì không mày? Cơm này là đặc biệt đặc trưng, ăn rất là ngon, gắn bó với tôi từ nhỏ tới lớn. Tại vì tôi ở trong cái khu người Hoa. Tại sao? Là nấu với lại cái nước táo gà, nước ruột gà cực kỳ thơm ngon béo ngậy. Thơm ngon béo ngậy luôn nha. Mà cái cơm này được ăn cơm không cũng ngon luôn. Không, ăn cơm không cũng ngon. Đúng. Chính xác là như vậy luôn. Má cơm gà này ngon thiệt. Cảm ơn thầy. Mà xá xíu hết là xịn cái này đi. Xá xíu hết hả? Kêu đến có gì đâu. Em, cho anh chị xá xíu đi cưng. Xà lách ngon quá hả? Ngon. Ngon. Ê, xà lách ngon nha. Rồi, chị ở đây à. Ngon quá. Bây giờ em phải ăn cái này. Ăn gà không? Mọi người ơi, cái này thì mình phải ăn bỏ vô một miếng một lần. Tuấn bình thường nghe nói giảm cân mà tính. Thì bữa nay mang dữ. Bữa nay là có cái ngày mà tôi cũng giảm cân đó mà tôi không giảm nổi. Dạ, đồ ăn. Có ngày nào mà chị giảm. Thôi vậy cho em hiểu. Có bị gì đâu. Có bị gì đâu nè. Cái mì này là mì khô ở đây nha. Cái mì khô mà quý vị phải kêu cái món mì khô thịt quay cháy đường. Cái món đó mới là ghê. Tại vì mì khô đây có nhiều lắm. Mì khô xá xíu, mì khô vịt quay, mì khô thịt quay. Nhưng mà mì khô thịt quay cháy đường là xịn thích nhất. Phải bỏ vô miếng sa tế trộn vô chung rồi. Đừng bỏ xì dầu nữa nha, ta trộn sẵn gia vị ngon vậy nha. Bình thường lén bỏ xì dầu mà bán chịu nha. Dạ, cảm ơn. Bình thường là em không ăn gia vị được luôn. Trời ơi, nó bung hết kìa. Thì mà đường bên cuối là em ăn được. Em thử cái này nè, em phải thử cái cục này. Cái mì ngon quá vậy, tôi chỉ ăn miếng mì của em. Thử cái cục đó đi, tin tôi đi. Để em xin tổ giảm cân nha. Ngon lắm quý vị ơi. Chứ bình thường không ăn gia vị được. Cái cục mì nè, tươi bóng lên vậy nè.
bấm vào cái mặt của Lê Giang vậy đó. Ok không? Sao cao hết biên rồi. Em mặt nó mọi người ơi, còn cái mafao tofu ăn như thế nào? Đây, heo chỉ coi. Đây, múc một muỗng. Đây là cách ăn hay nhất nè, vậy nè. Đây, mình bẻ bẻ mấy cái bánh này để vô trong đây. Đừng có cầm thì xúc nó rớt. Nè, nhìn quý vị thấy không? Tất cả trong một muỗng múc bẻ bẻ nhỏ nhỏ ra 2 3. Ăn ăn đi chơi đồ hàng vậy hả? Đúng vậy, cái này là cách ăn đúng. Rồi, vô chơi đồ hàng nè. Múc muỗng nè. Em chơi đồ. Nè, em bé nha, chuẩn bị ăn nè. Đó. Trời ơi, nó rất là hấp dẫn. Chị ăn thử cái gì ăn. Đó. Đó, nè, rồi. Rồi. Em bé ơi. Em bé ăn cái gì em? Ê, cái bộ. Mày ngựa. Đúng em bé. Để em bé tự ăn đi. Dạ, đó. Bỏng em bé luôn rồi. Bỏng mẹ rồi. Thôi luôn, mùi luôn không? Bé bị mặt già chát rồi. Bỏng mẹ em bé. Ngứa ngứa. Làm màu làm mày hả mày? Ừ, ôi ít ra, lo cười bỏ vào miệng nóng quá. Ăn gì mà? Ăn thì chân gà. Thích thích. Nào quý vị thấy cái cục quay trái đường này nó ngon mà nó giòn mà nó thơm. U cha tôi thích cái này dễ sợ. Tôi nói thì đừng thích cái này dễ sợ luôn. Ủa rồi thịt quay nó lặn hết rồi hả? À đây rồi. Quay đứng lên ngon rồi nha. Ngon rồi. Thịt quay là cháy đường em có ra làm sao? Mì ở đây nó không có mệt. Không có dính rồi. Không có dính lại mà mì nó căng tơi ra. Căng tơi ra mà ăn nó bị ngán. Không ngán với cái thịt cái gì heo gì á. Heo cháy đường. Cháy đường, trời ơi. Dạ. Thịt lên nó vừa nó chiên giòn mà nó trời vừa ngọt. Trời ơi, bỏ ra tới nhiều quá cha. Cay quá cha. Cay quá méo méo. Có thêm món gì nè? Cái nào cơ? Bò bỏ chém. Trời, ngon lắm. Bò thường bình thường quý vị ăn nướng ăn kinh dĩ rồi con đây bỏ chém mà chém không phải là chém tình. Chém này là chém mà chém dạng mà chém là làm ăn được luôn. Ăn được luôn ăn được á mà bỏ bớt đi để em bé này đúng không sợ cay quá thế. Ý ở đây cũng có nước ngon lắm. Đúng rồi, có cái nước làm nấu nấu không cơ? Nước sôi á, nước sôi và nấu. Cho chị 7up, cho chị 7up. Cho anh xả đi. Ê, 7up luôn. Cho 7up luôn. Ăn cái này là uống 7up nó sẽ thanh. Thanh. Không. Ngày nào tôi cũng uống nước có ra rồi. Em cho anh cái chanh xả đi uống cho nó chanh. Chanh xả. Rồi em cho một cái sữa tươi chân trâu đường đen nữa nha. Ở đây có sữa tươi chân trâu đường đen nha quý vị. Ở Hồng Kông người ta gọi là xà sữa bo bà. Nói dịch như tiếng Việt gọi là sữa tươi chân trâu đường đen ha. Trời ơi, tôi no quá. No quá à. Vì em mới làm giỏi rồi. Chán. Ê, sao không? Không ăn cơm không? Nè, ăn hay vậy ta? Ăn thử nè, không ăn thử anh nha. Không sai rồi, ăn cơm rồi chứ cứ có năng lượng thôi. Bông ăn mấy cái này nè, dầu mỡ nhiều nó mập quá. Cơm là mập nhất. Cơm mập nhất? Có. Có. À, cơm chứ là năng lượng thôi. Em. Họ làm giờ ngồi giữa nè, thấy ai mập nhất? Em ăn cơm nhiều nè. Không được em ăn cơm nhiều đúng mày không? Mày còn trẻ, mày vận động, mày đi gym hàng ngày. Một ngày em ăn mấy chén cơm? Nghe đi, nói gì? Một ngày em ăn mấy chén cơm? Một ngày em ăn 4 chén. 4 chén cơm, ăn một ngày cũng 4 chén cơm. Mày mà mập. Anh cũng không mập bằng hai người này. Đúng không? Tại vì ai à? Bây giờ bao mấy người bao nhiêu tuổi? Đúng không? Trời hết tôi mì luôn hả? Đúng. Săn chắc lại thôi. Săn chắc lại thôi. Người có tầm nhiều người ta anh hiểu ai nói thì nói là quan tâm nó ăn rồi nãy giờ đúng là siêu ha mà thiệt là siêu. Chương trình của bà đó bà nội bữa nay tôi làm khách mời thôi đó bà ăn bà tàn mạc mà không nói một câu nào. Anh nói vậy sai, em đang tôn trọng khách mời, chẳng lẽ mời khách mời xong thì một người em nói rất là mất mất lịch sự hiểu không anh? Em im lặng em ăn cơm để cho mọi người có nói anh hiểu không? Vậy mà còn nói nữa. Không, nói chung là ở đây rất là hợp lý. Nó còn nhiều cái món ngon lắm. Chẳng hạn như là sữa tươi chân trâu đường đen nè. Rồi mấy cái món Trà. Ê, Lê chi Trà giải. Em, cho anh mấy cái tráng miệng, mấy cái chén gì đó, nhãn nhục. Nhãn nhục được á. Dạ, cho anh 5 chén nhãn nhục đi cưng. Như là nó có cái, một cái bánh trứng Hồng Kông.
Đi nó có cái bánh trứng Hồng Kông có duyên lắm quý vị. Mà bây giờ ăn cho quá trời no căng cái bụng rồi. Anh ơi anh có biết không? Không mày ăn cái nhãn dục nó xuống lại hết rồi. Anh biết không? Đó mấy cái đòi xuống gì đó nè, anh hết rồi sao không mặc. Đúng rồi. Ăn thêm vô mà đòi xuống. Hôm nay xuống mà xuống gì? Nước cái người ta chủ người ta mặc chung á anh. Tao nghe nói hôm qua mày đi chùa quá. Sao bữa nay mày khẩu nghiệp bây giờ đó? Hả? Mày đi chùa chi mày lại chi? Mày lại trời lại Phật chi bữa nay mày khẩu nghiệp. Cái đâu mày nói? Rồi một thời gian nữa bụng mày thình ra nữa. Tao mày hỏi sao? Tao biết bụng bự mà không phải do cấu hình, bụng bự là do khẩu nghiệp. Em có. Cưng không? Đây. Có. Mặt em phúc hậu lắm. Đúng, mặt phúc hậu nhưng mà thiếu mặt tròn giống chị. Nhưng đây là cái khuôn mặt tròn rõ ràng. Cái mặt này là mặt làm neo, quý vị biết không? Mặt tròn. Đúng rồi, cái mặt làm neo 372 mà Cưng Cường mới neo. Còn ở quán này địa chỉ là 23 Tôn Đức Thắng, quận nhất. Quý vị chỉ quý vị đi dễ lắm. Quý vị chạy hết cái đường Lý Tự Trọng nha. Tới cái chỗ mà Lush gì đó, quán bar gì đó hả? Là hết cái đường Lý Tự Trọng. Hết đường Lý Tự Trọng. Hết đường Lý Tự Trọng. Quẹo phải gặp liền. Chút xíu à. Nói chung là chỗ gửi xe cũng có đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, ăn uống, nghỉ ngơi khỏe. Cũng có nghỉ ngơi khỏe luôn. Ủa ăn xong mình ngủ kiểu lại hay gì mà nghỉ ngơi khỏe. Bởi tình yêu anh à. Đang nói văn như về nhiều lắm mà ai chọt chọt vô là tôi quên. Nói chung là ngày hôm nay ok em cả nhà. Quá ok, okay. Còn chờ đây món ăn tráng miệng còn nữa là sao? Miệng nữa. Chị nó nói được. Phải không? Chị nó nói ăn cái này cho xuống hết. Không thấy xuống đâu. Ờ đúng rồi coi. Bỏ đơn, bỏ đá vô, bỏ đá vô. Được. Nè, mọi người trước đi. Ừ, bỏ đá vô một tí nha. Nó cãi, nó cãi. Thật sự không có ngọt. Thật sự không có ngọt. Bỏ đá vô cho nó tươi mát. Đây mọi cái buồn lo là tan biến hết nha. Nhãn nhục với hạt sen quý vị ơi. Ê đúng là không ngọt lắm. Em quá cuộc đời em quá. Nhưng mà vô. Có xuống không? Hả? Xuống không? Xuống chưa xuống chưa? Vừa xuống luôn nha. Ăn thêm vô ngồi sao xuống được. Đại mập quá mà đứt. Sao xuống được? Vừa xuống luôn. Nhưng mà vừa không ngọt lắm nha. Không ngọt lắm. Được, thanh đạm. Đúng rồi. Cạnh. Nhưng vẫn chưa xuống nha. Vẫn no. Đại mặt quá rồi. Ăn quá rồi. Cho con Bình mang về tối ăn được không? Em hả? Lấy ca hả? Ừ. Lỡ cho con ca. Lỡ cho con ca đem về tối ăn được không? Mấy em đang buông chùm nhãn bỏ vô cái ca lên nước về tối nấu nè. Rồi sẵn lá ăn nước về ghé chùm nhãn luôn đi. Ăn mà xinh quá. Ráng đi chạy về ghé chợ mua ký nhãn rồi đem về bỏ ca tự làm. Em này à, ở đây bán nhiêu phần em? Nhiêu phần cơ? 60. Lấy 2 phần. Ủa đi ăn có tiền mà. Ok. Về. Ừ. Ngon quá à. Mỹ giao tinh phần đem về cho. Kêu ghé chợ mua nhãn về tự ăn. Ủa ta ăn nhãn dục cho nó mát. Ăn nhãn, nhãn cái dưng nóng rồi sao? Ok. Hai phần em về nha em. Dằn mát. À mấy em ơi lát đi sỏi nước luôn nha. Nước trả tiền chồng này. Ủa chương trình này của ai vậy ta? Chương trình này của ai vậy ta? Em nghe nó nè. Mời mày tới là để trả đó. Là mời tới để trả đó. Đúng rồi đó chồng trời ơi. Thiệt á. Nãy mà ai Đức mới nói gì? Nước có tiền. Nước có tiền mà. Có tiền. Bạn cứ hài hát ra. Tin anh tin anh tin anh đi. Ra đất. Anh đi sẽ cao mà. Hả? Lên đâu em? Hey, chưa. Ai chưa vậy? Đúng. Đi anh, đi toilet xíu quay lại. Mày được rồi. Mày mày. Nói chung là rất là hợp lý. Vị trí quận nhất, dễ tìm, dễ ăn, giá tầm trung với những món ăn mà điểm tâm và món ăn Trung Hoa. Một phần nữa như vậy là giá đó là giá tập trung. Nhưng quan trọng ở đây nè, cho tôi thấy cái hay nhất là gì? Địa điểm đẹp. Đúng. Phong cách hợp lý. Sống áo được luôn. Không gian ok luôn. Đúng. Đồng gian như tưởng tượng mình đang ngồi ở Hồng Kông. Đi đâu cho xa mua vé máy bay. Cứ tới A mà 23 Tôn Đức Thắng. Đúng. Quận nhất. Cứ đi cuối đường Lý Tự Trọng rẽ ra cách 2 căn là tới A mà. Đúng. Có chỗ để xe.
lên là mát mẻ. Con nghỉ ngơi nữa. Con nghỉ ngơi không? Ê, sao mày khoái mát mẻ nghỉ ngơi quá. Khoái mát mẻ nghỉ ngơi. Ra nhà hàng mà đi nghỉ dưỡng. Vô nhà hàng là đi đi resort. Nói với quan trọng ở đây cái điều đặc biệt mà tôi thấy hay là luôn. Ăn xong đồ hoa mà không có bị dầu mỡ. Đúng. Trời ơi. 1, 2, 3 Vô. Ở đây có cần quậy đều không? Quậy đều, quậy đều, quậy đều. Ở đây là trà lệ chi nha, dân gian gọi là trà giải bông lài. Rất là thơm, rất là ngon và quan trọng không ngọt nhiều. Em thích cái bánh này. Anh thích cái bánh này nha, cái bánh này ăn hoài được hoài, nó có duyên lắm. Nó thiệt luôn á. Bánh này ngon á. Bánh này biết là sẽ mập nhưng mà vẫn ăn hoài luôn. Chết quá. Ồ, tính tình luôn, đi. Mình nói vậy thôi, vẫn là em trả à. Tôm dê mango. Tôm đờ mango bà ơi. Tôm đờ mango. Tôm tôm đờ mango là 188.000. Còn đồng sao vậy thôi. Cộng là 2.564.100 đồng. Bán cái 5 người. 5 người mà ăn quá trời, ăn không hết. Mà quý vị biết là bữa nay tôi kêu lố đó, tại mắt lớn hơn cái bụng nha, kêu nãy ăn không hết á. Không hết á. Ăn không hết tại vì hôm nay nguyên cái mâm hồi nãy là ăn sao hết trời. Là nãy kêu lố đó. Vấn đề là việc gì nè anh? Biết là hôm nay em chi tiền á, tại vì ông nội này kêu nhiều quá. Ghét, bỏ ghét. Cái dòng này nó cho 2 triệu, ghét kêu lố hơn 2 triệu cho nó trả. Ngày cho 2 triệu hả? 2 triệu. Vậy được rồi, muốn gì nữa. Làm quá chứ làm vợ con nè. Nói mà ăn nước mắt nhăn cơm nữa chứ. Im im bớt im. Cảm ơn quý vị. Giờ cho chị xin ăn hôm nay. Vâng, như vậy là hôm nay tập hôm nay siêu ham ăn của hôm nay là đã xong hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip siêu ham ăn của Harry Won. Và đừng quên đây là địa chỉ tên là Ama Kitchen. Địa chỉ là 23 Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Cảm ơn các khách mời đã đến với chương trình nha. Bởi vì cũng cho tôi vẫn còn ăn. Yeah. Mà tôi giấu với bộ, tôi định đem về. Cái tự nhiên giờ tôi bị lòi. Ủa còn chương trình nào mới kết thúc, cuộc trời người ta kết thúc rồi còn ăn còn nói quá. Dạ hết rồi đó nha.